Xin chào mọi người, chào mừng đến chương trình chia sẻ của mình về game của mình. Giới thiệu bản thân, mình tên là Hồ Vũ Anh, lớp 6 và từ trường Wellspring và thành phố là thành phố Hồ Chí Minh. Có Wellspring. Ý tưởng khi làm dự án của em là lúc đầu, ban đầu thì em suy nghĩ về một cái chợ hoàn toàn khác, nhưng mà tại vì máy tính em đã bị reset nên lập trình đã bị mất hết và công suất mất hết luôn, nên em đã phải suy nghĩ một cái trò chơi mới nhanh gọn và lẹ. Nên em đã suy nghĩ là một con chuột, nó đi lấy một cục phô mai và có nhiều con mèo nó đi vòng vòng. Con chuột nó có thể trốn đằng sau những đồ vật giống như một cái tủ hoặc là một cái bàn này nọ, và con mèo nó có thể có những cái vòng tròn màu đỏ để nói là cái đó là tầm nhìn của nó. Nhưng ý tưởng em lại khá phong phú hơn trình độ của em nên đã phải cắt nhiều thứ từ đó, như cái phần nhìn màu đỏ hoặc là cái trốn đằng sau đồ vật, nên phải đổi thành mèo chỉ thành cop và con chuột chỉ biến thành một cái rubber, còn cục phô mai thì biến thành một cái cục vàng. Nguồn gốc ý tưởng là cops and rubber và cách chơi của em khá khác so với trò chơi Cops and Rubber. Em chọn ý tưởng này tại vì nói lại thì nó đơn giản và nó dễ hoàn thành. Lợi ích khi chơi sản phẩm này là có thể giải trí đơn giản, không cần phải suy nghĩ nhiều và không cần kỹ năng quá cao, cũng với lại phù hợp với mọi lứa tuổi. Tính năng hoặc điểm mạnh của trò này là nó đơn giản và nó dễ chơi. Kế hoạch khi em làm cái này là ngôn ngữ công nghệ em dùng là Game Maker, thời gian thực hiện là 4 đến 5 tuần, và tuần đầu tiên thì em đã tìm hình lên ý tưởng để lập trình. Tuần thứ hai thì em đã lập trình. Tuần thứ ba là em đã lập trình thêm và sửa lỗi này nọ. Và tuần thứ bốn là em đã làm slide và thuyết trình thử. Những khó khăn trong việc này là máy tính của em đã bị reset và ý tưởng đầu của em đã phí rất nhiều thời gian, nên công suất cũng đã bị mất hết và thời gian cũng bị phí. Nên khi em làm trò chơi này thì chỉ có rất ít ngày nên không thể làm được mà làm game quá tốt. Hướng dẫn cách chơi là muốn nhảy thì sẽ bấm space key lúc này, muốn đi về bên trái thì bấm left, hoặc là muốn đi bên trái hoặc left thì bấm A, muốn đi bên phải hoặc là right thì bấm nút D. Còn bấm nút S hoặc bấm nút xuống thì không chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ mình sẽ trình bày game. Đây. Mình bấm play thì mình bắt đầu chơi. Và mình đã thắng, mình có thể play lại hoặc là mình có thể leave. Đây là khi mình thua.
gonna play again or I'll leave you. Tiếp tục thì những hạn chế của em là game nó khá đơn giản, không cần nhiều, không có nhiều cấp độ thử thách và kiểu là quá khó. Tính năng sẽ sửa chữa trong tương lai là tạo thêm cái vòng, bổ sung cái nhiều loại khớp và chạy và có nhiều loại hơn, cái nhiều khả năng hơn. Cảm ơn.